Okay, chẳng cứ như thế này nhưng dân là cầm thì khmer Unicode chẳng cho tới cần rải đại miền chúng ta rất hi rải hoặc các mặt tiếp nhầm cho tới cần software đại nhầm bản rất sát tốc hoặc nhầm cho tới nông khmer o khmer soft hỏi nhầm cho tất cả Unicode hỏi nhóm dục việt hà khmai Unicode vừa đại miền vừa dần vì trọt sôn trọt muối chẳng cứ dương vừa ca right click từ lờ vía dục việt open rất cố dương đập bỏ click lờ vía của bạn tâm mắt tiết cứ dương dục việt hà giá tâm mắt tiết cứ dương trọt từ lờ bụt tòng nếch hai dân chơi một tổng này tiết chân thì tiết viên đồng hành khi bọt này cái này cái này cứ đặc biệt đồng là khi bọt chiếp sạc máy khi bọt chiếp sạc máy à lấy cứ nhầm bàn đồng là cho hỏi click finish to exit chân cứ miền này thay dân còn tại chơi một tổng finish đồng bày mình cho cả đồng là chân miền này thay dân bàn này data completing the khmer Unicode setup chân dân trực phí này tới cứ dùng bằng chọp chân dân khơi như lãng quên những cái này màu chân viên miền đo từ 7 à, thằng lớn ổng lệ thằng khóng cứ khmer hơi ca ta lên cái cô chia bị xa khmer đây chân dân vừa ca đồ vía đầm bay bắt đầu viết cứ dùng right click từ lờ viết vô việc thả setting lục mùi chảo nè chân cứ dùng vừa cả lục khăn khăn lờ chảo đó này lục năng chảo cho dùng việc thả remove chân thì vì lục chảo hết chân dùng so tại phần năng đi chân dùng cho apply hay ok chân dương nâng cơ tù bàn tại keyboard phía khmai mùi nâng ong lê mùi chân nhầm sạc vừa cà tè hồi nâng ngọc nghĩa note page chân nhầm vừa cà sổ xe chụp sạc khmai có chương cổ nè cứ dừng ai cho xe bàn thầm là á ok chẳng cứ nhầm bàn làm là về chọn sub group hỏi và xin chia bông bôn miền trung ngò tẹt tôn tình năng ở việt làm là ai comment xuống nó cầm video bàn chẳng cứ video mình ấy xin một thằng chọc trầm cảm ơn xong một cuốn.